Rồi em xin chào tất cả mọi người ha Thì hôm nay là ngày 21 tháng 11 âm lịch mình Cũng gần đến ngày ngắt ngọn rồi ha Bấm đọt Có chỗ còn gọi là cây đọt ha Thì hôm nay em lên với cái tiêu đề hôm nay Em cũng muốn gửi đến với tất cả mọi người ha Là nói về cái bệnh héo xanh cái tiêu, tiêu đề, hôm nay em đưa lên là phòng ngừa bệnh héo xanh trên cây dạng, dạng thọ ha. Tránh cái tình trạng mà nó chết rất là nhanh ha. Trong cái thời điểm cây tăng trưởng và sau khi là bắt đầu là chuẩn bị lên bông ha. Tức là cái cây cái bệnh héo xanh nó sẽ xuất hiện xuất hiện mà em kêu bằng là nhiều ha, nhiều trong hai cái giai đoạn chính cho cây dạng thọ của mình là cái thứ nhất là cái giai đoạn tăng trưởng, tức là trong thời trong cái giai đoạn này nè ha là cái cây đang phát triển. Và cái giai đoạn thứ hai là khi cây nó đã lên bông. Thì uh, trước tiên em uh, vào cái, cái tiêu đề chính ha thì uh, em cũng nói về là phân thuốc ha, là em sàng này ha và cái cách pha, uh, liều lượng như thế nào. Và cái cử phun uh, nó ra sao ha. Thì uh, trước tiên em vào cái tiêu đề chính hôm nay á thì cũng cho em xin lưu ý một vài vấn đề lưu ý nhỏ nhỏ nhưng mà nó rất là là quan trọng đối với mà trong cái thời điểm mà cái giai đoạn 1 cái cây dân thọ mình đang phát triển nha rồi em lưu ý về lưu ý và cũng có thể trả lời một số câu hỏi mà đợt rồi bình luận có thể em bình luận sót ha thì đối với cái thời điểm hiện tại bây giờ thì cái cây phát triển cái thứ nhất ha là em lưu ý là rất quan trọng về phân thuốc trong cái thời điểm này thuốc thì cái cây yếu cái cây mình yếu ha thì mình nên thúc nhưng mà thúc với cái liều lượng đúng với cái liều lượng mà em đưa ra ha chứ đừng có lạm dụng nó quá nha là đối với cái phân thuốc là cái liều lượng là em đưa ra là cao nhất cao nhất ha đối với cái phân mà nbk mà tưới gốc ha là cao nhất của em là 30 gram trong thời điểm hiện tại bây giờ. 30 gram ha. Tức là 30 gram là nó hơn hơn cái muỗng ăn cơm ăn cơm của mình ha. Hơn cái muỗng ăn cơm của mình một chút. Hoặc là một cái muỗng dung đầy. Muỗng cơm ha. Là dung đầy. Cho một thùng bê 20 lít nước. Tức là phân em đi tưới gốc là ba chỉ có 30 gram thôi ha. Chứ không có cái, cái 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 mức mà cái ngưỡng mà lên tới 40 g hoặc là 50 g ha. là, là đối về thúc ha, thúc tại vì mình khi mình thúc thúc cây tức là mình kéo dài cái thời cái khoảng cách, cái thời gian mình tưới nó ngắn lại, tức là nó gần lại. ha, tức là nếu mà cái cây bình thường như em thì em tưới là một tuần một lần. Em cũng nói chi tiết về vấn đề này lại ha có rất nhiều là cô chú anh chị em mình nó chưa hiểu về vấn đề cái ngày tưới cử cái tử như như thế nào <laughs> thì em xin nói lại anh đối với những cây bình thường như em vậy thì một tuần em tưới một cử tức là ví dụ đi chủ nhật em tưới đúng không cái ngày chủ nhật em tưới đi thì quay lại tuần sau là chủ nhật tuần sau em tưới tiếp tức là cử này cách cử kia đúng 7 ngày còn cái khoảng cách chính giữa là nó trống thì lúc đó mọi người xịt bệnh phòng ngừa bệnh hoặc là xịt sâu phun dưỡng là ok đó là em gọi là cái cử bình thường dành cho những cái cây phát triển bình thường ha nó không có bị thiếu này thiếu kia ha. nó không bị si bị yếu còn đối với những cái cây mà nó bị yếu thì mình kéo cái khoảng cách ngắn lại tức là còn 5 ngày 5 ngày ha tức là em cũng ví dụ là ngày chủ nhật ha ví dụ là em lấy là cái mốc ngày chủ nhật em tưới đúng không? thì hai ngày sau tức là ngày thứ hai và ngày thứ ba em bỏ, à, ngày 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 bắt đầu ngày thứ hai là làm bỏ, qua ngày thứ ba là bắt đầu là em phun dưỡng đúng không? em phun dưỡng, thì cộng sau là nó cũng có cái khoảng cách chính giữa, qua ngày thứ tư bỏ và ngày thứ năm em lại tưới gốc cái nữa, tức là cử này cách cử kia là nó năm ngày, nhưng mà trong khi mà mình tưới thúc, tưới thúc em tạm gọi là thúc tức là ép ha ép cho nó lên nhanh tại vì cái cây của mình trong giai đoạn mình trong giai đoạn này nó thiếu này nó thiếu kia không nó thiếu cái chèo nó thiếu cái tàn ha chứ nó thiếu bộ rễ em ví dụ đi thì mình nên thúc nhưng mà cái liều lượng thúc thì mọi người cũng lưu ý kỹ giúp em là đi từ 30 g 30 g ha tức là nó chưa tới 100 g ha tức là 30 g thôi tức là cái liều lượng phân nbk xanh dành để tứ gốc đó, tức là dạng viên màu xanh dành để tưới gốc là chỉ có 30 gram thôi ăn trở lại chứ không có quá 30 gram ha tại vì mình tưới ngắn ngày mình thúc nó thì mình tưới cái ngày nó ngắn lại thì nó 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 rất dễ bị là phạm phân ha thì cái điều này em lưu ý kỹ ha là 30 gram trở lại tức là nó bằng một muỗng ăn cơm đầy đầy dung luôn ha là cho một thùng bê hai lít nước còn nếu mà tưới ít thì nó khoảng một gram rưỡi trở lại hoặc là một gram cho một lít nước tức là một gam là một gam có thể nó tương đương bằng cái muỗng ăn ăn dâu của mình nhưng mà múc đầy là gạt ngang ấy. tức là cái muỗng ăn vô á là mình múc đầy cái cái muỗng ăn vô mình gạt ngang tức là nó là một gam người lưới kỹ ha một gam nó nó bằng muỗng ăn vô ăn sữa chua thì nó rất là ít ha thì với cái liều lượng như vậy mình đi cái cử cách cử và mình chen chính giữa mình phun giữa cái nữa thì nó mới là an toàn ha chứ còn trong thời điểm này cái cây của mình ha nó đang phát triển Hổng gà thì em thấy rất nhiều ha là phạm phân cháy lá ha thúi rễ gục cây nói chung là cái tình trạng hổng gà là bị rất là nhiều đa phần là người mới người mới trồng ha nói chung là người mới trồng còn riêng em hồi xưa em trồng cũng vậy cũng giống như mọi người vậy đó ừ, nói chung là cũng chết tùm lum tá đảo hồng sàng vậy đó rồi chết giết rồi thì bây giờ từ từ nó mới tỉnh <laughs> nó mới khỏe lại ha chứ không có ai mà một lần đầu tiên không có ai mà người ta là đủ mà kinh nghiệm ha rồi đó là cái gì cái liều lượng còn riêng có rất nhiều câu hỏi hôm, nay ha là hỏi em là phân anh nào bk ba mươi mười mười te có phun qua lá được không ha thì em cũng xin nói lại cái phân 30 10 10 TE mà dạng viên màu xanh. Dạng viên màu xanh ha, để để em lấy hen. Chờ em tí. Đây, đối với cái dạng mà phân 30 10 10 TE, cái dạng viên màu xanh như vậy là chỉ để dành cho tưới gốc, tưới gốc hoặc là gãi gốc. Mọi người lưu ý kỹ giúp em ha, cái này là không có phun qua lá được ha. Cái loại này mà mình pha với nước mà mình phun qua lá thì nó lập tức nó cháy lá ngay, nó cháy lá liền. Là là là, là nó dẫn đến nó có thể là chết cây luôn ha. Là mọi người lưu ý kỹ cái này, chỉ để là tưới gốc nó Còn những cái thành phần, những cái loại mà phun qua lá thì giống như cái loại được rồi em chia sẻ cái clip vừa rồi ha là cái thứ nhất cái thứ hai những cái loại thủ như vậy dành cho hoa lan tức là của cái hãng của rau mo nè nó cũng ghi là 30 10 10 nang em ví dụ em cái hũ kia em không có em lấy hũ này nè cái này nè ví dụ nè cái cái chỉ số NPK nè N là 10 nè đúng không B55 và 10 đúng không là, là, là kali là, K thì á, những cái hũ như vậy mà nó ghi là số đầu tiên là 30. Rồi kế đó là 10. Và kế đó là 10 cộng TE. Thì những loại này mọi người phun qua lá được. ha Phun qua lá bình thường. Những loại phân mà phun qua lá dành cho hoa lan. Đều phun được cho cây vàng thọ ha. lưu ý kỹ ha. Rồi đó là cái cách mà uh, đi phân và thúc phân. Rồi em lưu ý thêm một một, uh, một vấn đề này nữa ha. Về vấn đề tưới phân. Tưới phân ha cái cách tưới nó như thế nào và tưới vào lúc nào luôn ha em cũng nói luôn em ví dụ đây nè ha cây em nó dày người thấy không tức là nó có một cái khoảng cách chính giữa giữa hai cây này nè ha người thấy ăn nó có một khoảng cách giữa hai cây thì em lấy một một làm em lấy cái hũ như vậy khi mà mọi người pha phân xong pha phân xong ha và thêm lưu ý một lưu ý nữa trước khi mà mọi người tưới phân 30 10 ha bất kỳ loại phân BK nào mà mọi người quậy qua nước, mọi người tưới vào vào góc hen thì cũng nên quậy cho nó tan, nó tan trong nước hết luôn hen, nó tan hoàn toàn trong nước để tránh cái tình trạng mà những cái ca đầu tiên mình múc thì nó lỏng hen, còn những cái ca mà cuối cùng của cái thùng á nó rất là đậm đặc ha, thì nó cũng rất rất dễ bị là dư phân hen. Mình phải quậy cho nó đều, cho nó tan hết rồi mình hãy tưới hen. Cái cách tưới của em thì giữa hai cái cây này ha. Mình pha vào nước thì em tưới bằng một là bằng cái cốc này. Hai là bằng cái ly uống cà phê ha, cái ly mà nói chung là cái ly hay là cái cốc bất kỳ cái ly gì đó Không biết nhưng mà mọi người tưới giữa, tưới giữa giúp em. Ha, tưới từ ngay đây. Mọi người tưới thẳng vào tông ha. Tức là tưới giữa cây, tránh tránh ha, tạt thẳng vào gốc này. Thì mọi người thấy ha, đây là cái bộ rễ. Khi mà mọi người tạt thẳng vào lần vào gốc này nè nếu mà mọi người pha phân nếu mà có lỡ tay nó nhiều đã thẳng dẻo rễ này nó bị chột cái đầu rễ ha nó chột đầu rễ làm cái cây mình nó sững lại ha đó là cái cách tưới phân rồi là hai cái lưu ý quan trọng hai lưu ý quan trọng mà em đã gửi đến mọi người ha rồi em vô cái tiêu đề chính tiêu đề chính hôm nay là héo xanh là em xài loại này mọi người không biết thì mọi người có thể chụp màn hình ha mọi người mua Redomain Gold rồi ha thì em nói nguyên nhân của những cái cái thằng héo xanh nó nằm trong vào hai cái giai đoạn chính mà hai cái dọn hai cái giai đoạn đó là nó có là nó bị rất là nhiều ha tức là nó bị đại tà là nếu mà mình chăm không kỹ ha là nó, mình dính tới bệnh heo xanh thì nó chung là rất là mệt mỏi ha cái giai đoạn đầu tiên rất dễ bị heo xanh là cái giai đoạn sinh trưởng trong cái giai đoạn này trong cái giai đoạn này ha tức là trước khi ngắt đọt là cái giai đoạn này ha và cái giai đoạn thứ hai là khi cái cây mình nó đã lên bông tức là nó xé kiến là nó cũng rất dễ bị heo xanh thì mình ngờ mình ngờ trước tức là trước khi ngắt đọt bây giờ là 21 đúng không là bắt đầu là chiều nay hoặc là ngày mai là em sẽ phun là em cái cây của em là em dự định là khoảng 25 25 hoặc là 26 em ngắt đọt nhưng mà em sẽ canh theo cái cử phân của em em đi ha để em ngắt đọt luôn tức là sau khi mọi người phun phun phòng nếu mà chiều nay mọi người phun luôn vẫn được ha nếu mà 25 mọi người ngắt đọt thì chiều nay mọi người nên phun trước một cử trước một cử ha để cho nó ngừa rồi đối về cái liều lượng và cái cách pha thì đối với hàng uh, và mọi người thêm một lưu ý nữa là một gon này thằng này ha chỉ dành cho dạng thọ truyền thống truyền thống ha, tức là những dạng thọ như vậy. Dạng thọ ban mai hay là những loại dạng thọ khác em không biết nha, nhưng mà đặc biệt loại dạng thọ ban mai không nên xài hàng ri domain Cái thứ nhất và cái thứ hai đối với dạng thọ ban mai ha, thì mọi người không nên xài những loại phân thuốc mà kháng khuẩn nào á mà nó có thành phần mentalacy. Cái thứ nhất và cái thành phần mancoz là đặc biệt ha, dạng thọ ban mai em lưu ý lại ha, nếu mà mọi người có trồng dạng thọ ban mai thì không nên phun thuốc hoặc là tưới phân tưới thuốc là diệt khuẩn hen mà nó có thành phần mentalasy và Z thì cái thằng Ginomi này nè nó có đầy đủ hàng đó hen cho nên không thể nào phun cho thằng dạng thọ văn mai được hen thì em đưa thành phần cho mọi người xem là nó có những gì để cho mọi người biết hen đây nè thành phần chính của hai thằng này ha thì trước khi mọi người xài phân thuốc, mọi người nên đọc kỹ vẫn dẫn sử dụng trước khi dùng ha. Đây, thành phần của nó nè. Mentolaxin ha và Mancozeb đúng không? Đó. Thì hai loại này không thể nào dành cho dạng thọ ban mai ha, nhưng mà phun đối với dạng thọ này là rất tốt ha Rồi còn nói về cái cái hai bệnh. Bệnh héo xanh thì nó cái thứ nhất nó có rất nhiều nguyên nhân, cái thứ nhất là giá thể mình nó bị khuẩn. Giá thể bị khuẩn ha nó gồm hai nguyên nhân chính đi em nói hai nguyên nhân chính để cho mọi người dễ hiểu ha chứ còn chi tiết của nó thì nó rất là dài cho nên uh, không được ha em không thể nào nói chi tiết được ha thì nói chung là hai nguyên nhân chính đi thứ nhất là do giá thể khuẩn thứ hai là do nguồn nước khuẩn thì nói chung nó nôm na nó về khuẩn ha nó bị khuẩn nắm khuẩn và cái nguyên nhân kế tiếp là dư đạm dư phân dư đạm và dư phân ha và cái tình trạng của nó chết chết nhanh ha cái tình trạng để em nói luôn là tình trạng cho mọi người để mà nhận biết nhé và cách khắc phục nó luôn cái cây đang xanh vậy nè ha tức là cái cây cái lá nó xanh vẫn xanh bình thường nhưng tự nhiên qua ngày sau mọi người thấy ha, nó ngã ngang nó ngã ngang ha, lá nó héo nó héo nhưng mà nó không khô ha. lá héo nhưng mà nó vẫn còn xanh là nó ngã ngang ở dưới là giữa thân gần góc ha, nó lật ngang nó là cái, cái biểu hiện của thằng héo xanh thì nếu mà cái trong cái chậu của mọi người có một cây hoặc là hai cây như vậy hen thì mọi người nên lập tức nhổ bỏ và xa dục ha dục dục chỗ gật gật thật là xa nói chung là dục xa cái đám dạng thọ của mình không để gần hen. tại vì cái bệnh héo xanh nó nó sẽ lây lan và nó lây lan rất là nhanh sau khi mình nhổ bụi dục xong thì thằng ridomin go này nè mình tưới thẳng vào những cái gốc mà nó đã bị bệnh cái thứ nhất và cái thứ hai phun qua tàn tưới đều phun qua tàn ha và phun thẳng vào gốc những cái cây mà kế bên luôn ha để mình ngừa cho những cây kế bên và đó là là, là cái cách để mình xử lý nếu mà đã bị rồi đối với cái bệnh héo xanh này thì không có thuốc đặc trị mình chỉ có thuốc phòng mình chỉ có phòng thôi ha chứ không có đặc trị được khi mà cái cây đã chết rồi thì nhỏ bỏ ha rồi cái liều lượng và cách pha luôn đối với thằng ridomingon này nè mình phun cho dạng thọ truyền thống thì em xài từ đó giờ tới giờ ấy, là em xài từ một cái gói này, này là 100 g thì em pha từ em pha cho là 60 cho đến 70 lít nước. Mùi lưới kẻ ăn tức là à hàng rêu robengon này nè thì em pha cho nó khoảng là 3 thùng B hơn, tức là 100 g. Đây là 100 g ha. Thì em pha cho là hơn 3 thùng B. Tức là mỗi thùng B, mỗi thùng B 100 g thì mình chưa làm 3. 100 g mình chưa làm 3 tháng tức là mỗi một một, một thùng B ấy, thì nó khoảng là 30 g cho một thùng B 20 lít nước. Tức là 30 g cho hai chục lít nước ha, mọi người lưu ý kỹ. thằng diomengon này nó rất là nóng. Nó rất là nóng ha, chứ không phải là nó đơn giản tại vì nó trị khuẩn ha, nó là cái công dụng của nó là thuốc là nội hấp cực mạnh ha. Nói chung là mình phun qua tàn hoặc là mình tưới gốc nó đều hấp thụ được hết ha thì cái trị mà khuẩn của nó nó về cái điều, điều, điều trị khuẩn của nó thì nó điều trị trên diện rộng luôn ha chứ không phải là bình thường thì mọi người nên phun thằng này liều lượng á thì em cũng đã nói rồi ha tức là 30 mươi gram cho hai lít nước mọi người lưu ý kỹ là ha một trăm gram đây là cái bịch 100 trăm gram thì mình chia cho là 100 trăm gram này là cho bảy lít nước thì nó tương đương tương đương là 30 mươi gram cho hai chục lít nước tức là 30 gram á là cho một thùng B 20 lít nước không thì nó ba thùng của nó là khoảng 90 gram đúng không thì nó sẽ còn dư 10 gram 10 gram ha thì à, một thùng B mọi người cứ pha là 30 gram đi ha thằng này là 100 gram nè pha ra cho 3 thùng B thì nó còn dư tức là pha 7, 7, 70 lít nước ha rồi 30 gram cho một thùng B và một lưu ý kế tiếp khi quậy phân đối với thằng kia này nè nó tan rất là lâu nó tan rất là lâu ha thì mọi người lưu ý kỹ giúp em nó tan rất là lâu chứ nó không bao giờ tan nhanh như mấy người kia đâu trước khi pha nếu mà trước khi mọi người tưới mọi người phun và dạ tưới luôn ha thì phải đợi cho nắng nó tắt tức là tắt nắng ha tại vì dòng này là dòng nóng dòng nóng ha mình không thể nào phun vào lúc mà nó còn nắng được ha tức là vào chiều tối mọi người hãy phun ha thì trước khi pha là mọi người đổ 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 đâu cái bịch thuốc này ha vô trong cái thùng B mọi người quậy quậy trước khoảng nửa tiếng hoặc là một tiếng đồng hồ để cho nó tan hoàn toàn trong nước ha cái thằng này nó rất là lâu tan mặc dù nó dạng bột dạng cớm nhưng mà nó lâu tan lắm ha nó dạng cớm nhưng mà nó rất là lâu tan thì mọi người phải quậy trước cho nó từ thấp nhất ha từ nửa tiếng cho đến một tiếng mọi người quậy cho nó tan đều trong nước để mà tránh cái tình trạng mình khi mình vô cái bình xịt của mình cái thứ nhất cái thứ nhất ha là bình xịt á là những cái cử những cử phun đầu tiên là nó sẽ bị loãng tức là nó không đều thuốc ha nó sẽ bị lỏng. và những cử phân cuối cùng nó rất là đậm đặc nó rất đậm đặc ha thì những cử phân cuối cùng mọi người phun có thể là nó sẽ bị trái lá của cây dạng thọ ha thì lưu ý này thì em cũng nên là em nên lưu ý đến với tất cả mọi người ha quậy cho nó tan đều trước quậy cho nó tan đều trước từ nửa tiếng cho đến một tiếng tại vì cái thằng này em xài thằng mai vàng ha em phun mai vàng là rất là nhiều lần ha một năm em phun nhiều lắm ha là thằng này nó rất là khó tan trong nước ha nó tan rất là lâu thì mọi người nên quậy kỹ trước khi phun ha rồi và phun vào chiều mát phun vào chiều mát tức là tắt nắng rồi sáng hôm sau mình tưới nước cho dạng thọ thì mình sẽ xả lại luôn ha là cái đó là cái cách để mà mình phòng ngừa chứ không có thuốc đặc trị ha rồi là phòng ngừa trước khi là mình bấm đọt là một lần sau khi bấm đọt vài ngày mình phun thêm một lần nữa ha là hai lần và đến cái thời kỳ mà cái cây văn thọ của mình nó lên bông mình phun nó lần ba nữa ha thì lúc đó mình mới tạm gọi là yên tâm được ha về cái bệnh heo xanh ha rồi thì thêm một cái lưu ý nhỏ nữa là cái 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 thời gian mà tưới phân thì em tưới phân đa phần là em tưới vào giấc chiều tối tưới vào chiều tối ha tại vì em tưới vào chiều tối á thì sáng em tưới là tưới dàn thọ lại ha tức là mình vừa tưới cây vừa xả nó luôn ha để cho nó an toàn cho cái cây dàn thọ của mình ha rồi thì clip này thì em cũng xin tạm biệt tất cả mọi người ha và clip sau em sẽ lên cái clip là cái cách bón phân là trước khi cây đọt và sau khi cây đọt ha và cái cách ngắt đọt như thế nào ha để cho mọi người tham khảo ha rồi thì em xin tạm biệt tất cả mọi người ha hẹn mọi người lại clip sau